Câu hỏi của Tuấn Anh Ngô, xin Thầy giải thích thắc mắc vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đủ từ bi và trí tuệ, sao Ngài không giúp cho thế giới này niệm danh hiệu của Ngài để thoát khổ, mà phải giới thiệu Đức Phật A-di-đà, trong khi Đức Phật Thích Ca có đủ điều kiện để cứu giúp chúng sinh? Đây là câu hỏi rất thú vị. Dựa vào trong kinh A-di-đà, Đức Phật giới thiệu sự có mặt của các Đức Phật ở mười phương, trong đó có Đức Phật Thích Ca ở phương Tây. Ở góc độ này đó thì chúng ta có thể đánh giá là Đức Phật Thích Ca rất độ lượng, thoáng, không sợ mất đệ tử, với mục đích rất là cao quý, là mong cho các đệ tử của mình đó có cơ hội học được những cái hay ở các đức Phật khác, học ở một vị thầy không bằng học nhiều với các bậc thầy cao quý khác nhau. Thì đó là tấm lòng rất cao quý của Phật Thích Ca, để mong các đệ tử của mình đó đều có những tiến bộ về trí tuệ, đạo đức và thiền định, cho nên mới giới thiệu các đức Phật để cho các Phật tử của mình đó được nương tựa vào các đức Phật khác. Có bao nhiêu nhà sáng lập tôn giáo làm được điều này? Câu trả lời là không. Còn việc độ sinh đó, thì các đức Phật đều lấy phương pháp tứ thánh đế gồm có 4 bước giúp cho người khổ đau đó thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Thứ hai là truy tìm nguyên nhân và gắn kết với các động cơ tâm lý như là tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Trường hợp khổ đau nào gắn kết với một trong các cái yếu tố tâm lý này. Bước ba, trải nghiệm niết bàn và cao nhất là hạnh phúc và niết bàn, nơi mà tâm đã được hoàn toàn thanh tịnh, không còn khổ đau và không còn nguyên nhân đã gây tạo ra khổ đau. Và bước 4 là thực tập bát chánh đạo. Các đức Phật quá khứ, các đức Phật tương lai cũng không thể khác với Đức Phật Thích Ca hiện tại, đó là độ sinh bằng tứ thánh đế. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có đề cập đến tiền thân của Phật A Di Đà là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đó là đang lúc mà tu thì Tỳ Kheo Pháp Tạng phát các nguyện trên nền tảng của tâm từ bi. Thì trong đó có một nguyện, đang lúc hấp hối, chỉ cần thành tâm niệm trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần mà không được vãng sanh về cõi nước Phật của ta thì ta nguyện không thành Phật. Trên thực tế đó, Tỳ Kheo Pháp Tạng phát nguyện điều đó khi còn là người cư sĩ, người tu sĩ, người đã tu. Đến bây giờ thì đã trở thành Phật A Di Đà mà lời phát nguyện đó vẫn còn đang diễn ra. Nói cái khác á, tâm từ bi đó là để giúp đỡ ở một mức độ nhất định chứ không thể giải quyết được vấn đề. Còn độ sinh đó thì các Đức Phật phải độ bằng trí tuệ chứ phải độ bằng tâm từ bi. Người nào sống với trí tuệ thì người đó đã bao hàm luôn tâm từ bi, thì có trí tuệ là có được tất cả. Nhưng ai sống với tâm từ bi thì chưa chắc phát triển và sở hữu được trí tuệ. Cho nên sự cứu giúp của Phật Thích Ca cho con người nói chung, cái quả địa cầu này và con người trên toàn thể vũ trụ là giới thiệu cho chúng ta những phương pháp tu để vượt qua nỗi khổ niềm đau, chứ không phải cứu theo kiểu ban phước gần họa như được mô tả trong các tôn giáo khác. Do đó Phật A Di Đà khi độ sinh cho các cư dân ở cõi cực lạc phương Tây cũng không dạy những điều khác với Phật Thích Ca, đặc biệt là phương pháp Tứ Thánh Đế. Hy vọng là bằng sự giải thích ngắn gọn này đó, quý vị sẽ hiểu được tại sao Phật Thích Ca đủ năng lực độ sinh và vẫn giới thiệu các học trò của mình cho các đức Phật khác. Đó là sự độ lượng. Còn độ sinh đó là phải Tứ Thánh Đế. Ai được hạnh phúc thì phải thông qua sự thực tập.